chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm server S18. 18 vừa mới gặp với 23 anh em. Chúng ta sẽ cầm mà con tại có đi Tống Kim liên server. Thì thứ bảy chủ nhật chúng ta sẽ có Tống Kim liên server. Ôi, chưa gì hết anh trai. Phải nồi chưa gì hết anh trai nữa. Sóc em ghê dữ vậy anh trai. Sóc gì ác gì anh trai. Phải nồi thiệt. Môn phái Nga Mi trưởng của chúng ta là một môn phái sóc đam ngon nha anh em. Sóc đam ổn đấy. Đó là một môn phái sóc đam rất là bén như cái chén. Khi mà anh em đi săn boss đồ này nọ cái kiểu á thì chúng ta có khả năng sóc đam rất là tốt. Bởi cái chiêu số 3 tăng cho chúng ta cái khả năng chúng ta tăng được cái tấn công phần trăm rất là nhiều. À dạ, nhưng mà chúng ta phải né ra bởi mấy cái anh bạn cổ mộ bên kia. Cổ mộ ghê quá. Bên cha nội cổ mộ chả đấm ghê quá anh em thiệt luôn á. Đây có cái bàn này nè, đứng phạt. Ui chưa kịp, ôi đi chung với ông quận Long Biên vãi nồi. Cái trận này ăn hành sắp mặt luôn rồi. Ông quận Long Biên này anh em cũng biết là top 1 tài phú liên server, top 1 tài phú liên square của chúng ta anh em, ghê thiệt sự. Trời ơi, ơi anh trai bình tĩnh. Trời ơi, thôi căng thẳng thế vãi cái nồi thiệt. Né thôi, chúng ta phải chơi chiêu né thôi mọi người. Ồ có chị ba báo nữa kìa bên S22. Né nhẹ chứ ghê quá thiệt luôn á anh em. Kinh lắm, người ta là toàn là 5-6 triệu không à, mình chỉ là bình thường thôi. Vậy anh Trường Long à, ông này là ông muốn chọn cái chết rồi chưa. Bây giờ cho ông này lên đường chân cái đi. Ôi cổ mộ thì né ra giùm em. Rồi hồi nãy giờ tôi cứ tưởng là cái ông Trương Long là ổng là cổ mộ tôi mới ngán. À không phải anh em, ổng là môn phái thiên nhẫn kích đúng không. Trời ổng cứ quýnh mình hoài, chết hoài luôn ta, vãi nồi gì ghê vậy ba. Ông này chắc ổng cũng thư dữ rồi mọi người ơi. Ơi chúng ta đã có thể kết thúc được một người chơi nào đó. Trận này căng, nói chung là căng thiệt khi mà chúng ta đang bị ép phe cực kỳ kinh dị. Bên kia toàn top không mọi người, thiệt luôn á. Chỉ ba báo anh em cũng biết là hôm bữa mình cầm cà khương tử nha ở bên server S22 á, mình đánh nhau với lại anh ấy á. Thì ở bên S22 mình có Kim Long nha anh em nào mua cứ liên hệ vô Zalo cho cua nha. Zalo Son Goku 0946496490. Trận này toan này. Định làm cái video cho anh em nè. Trời ơi môn phái Nga Mi bây giờ là sóc đam đồ này nọ ngon lắm anh em. Đó, nhưng mà ngốc cuộc là không được anh em. Gặp toàn là dân thứ dữ mà. Rồi dân là toàn là khủng khiếp mà. Khủng cái gọi mà bà khiếp không mà anh em. Ơi trả thích ra. Ơi từ từ anh trai. Trời ơi nói không là mấy ông mà cà lôn không ấy, nó bu vô mình, nó quýnh mình như là cái máy điện như sao mình chơi đúng không. À, nên là chúng ta phải chịu nhục thôi mọi người. Chúng ta phải chịu nhục, chúng ta phải né thôi. À, cái này là một cái tình trạng mà anh em sẽ gặp rất là nhiều khi mà chúng ta đối đầu với lại một cái trận Tống Kim với các top bên kia. Chúng ta nên xử lý như thế nào? Ê, bình tĩnh anh trai, vãi nồi anh trai, từ từ anh trai. Trời ơi anh trai kéo băng gì quýnh ghê vậy anh trai. Tôi cố gắng tôi sẽ quýnh cái ông Trường Long cho ông lên đường. Chứ kiểu này là không được rồi anh em. Ổng ấy là ổng mạnh mẽ, ổng cứ quýnh tôi hoài đúng không. Giờ tôi sẽ cố gắng dụ ổng gan chỗ mình, tôi đập ổng cái này. Có ông nào ơi ơi cái ông cù bắp này, ông cù bắp này tôi giết ổng được. Đâu có ông thiên dương cù bắp đó kìa. Ôi mấy cái ông này ổng quýnh mình cũng ghê gớm vậy ta, chết ngựa rồi chết chung. Ôi quận Long Biên cái kiểu. Ôi không phải. Thôi mình chưởng à, mình thấy ông quận Long Biên ổng giết người xong rồi cái mình hết hồn anh em, mình kêu tên ổng liền. Cái game này bây giờ là đi đâu cũng thấy môn phái cổ mộ á, nên là chắc chắn anh em sau này cổ mộ cũng sẽ bị fit lại thôi. Nhưng mà không biết là fit như thế nào. Cổ mộ quá mạnh, thật sự là rất là mạnh, nên là chúng ta phải né anh cổ mộ ra. Chúng ta không thể nào mà chúng ta hãm hố được đúng không. Hãm hố là chúng ta sẽ lên đường liền. Nên là anh em phải cẩn thận khi mà chúng ta đối đầu với lại cổ mộ. Giờ xuống đây coi, coi gặp ông nào treo cái kiểu không. Đây cái gì vậy ba, bãi nồi. Không có chỗ chơi luôn anh em. Cực khổ cho anh em ơi. Cực khổ cho tôi anh em ơi. Thôi mình sẽ né anh này đi. Chưởng ổng được chút xíu anh em.
Ôi chạy 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 bắt người ghê vậy anh trai. Búp máu lên cái chạy nè. Đó. Búp máu lên cũng được phết luôn á mọi người, thấy không? Búp lên cũng được phết luôn á, cũng ok á. Dài sau chúng ta có chiêu chúng ta búp máu. Đây. Ôi vãi nồi thiệt luôn, một cái một lên dễ. Vậy là cái ông cái ông Trương Long này ổng thuộc cái dạng mà cũng là thứ dữ rồi anh em ơi. Cũng thuộc dạng là thứ dữ các kiểu rồi, chứ không có cửa nào mà thứ không dữ đâu. Ông thứ dữ lắm á. Rồi chúng ta phải chạy ra. Trời gì vậy ba, vãi nồi, từ từ ông ơi. Ông làm gì căng thế. Hiện tại cua có bán thẻ xin chiết khấu nhanh chậm, bán kim long, úp kiếm tôm, dịch vụ hoàn trả, dịch vụ treo ạt 24/24 và dịch vụ biêu ạt. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cua, Zalo Son Go Cua 0946 496 490 để biết thêm thông tin chi tiết nha. Thật sự đây là một môn phái rất là khó chơi luôn anh em. Con Nga Mi Trưởng này, ở trong cái giai đoạn đầu của chúng ta thì Nga Mi Trưởng có khả năng sốc đam rất là tốt, sốc đam ngon lắm. Khi mà anh em búp lên cái chiêu số 3 và chơi tung ra cái chiêu số 4 á, thì chúng ta sẽ sốc đam rất là tốt. Đối phương sẽ có thể là đối phương sẽ lên đường với một combo của chúng ta. Nhưng mà đòi hỏi là anh em chúng ta phải có được một cái vị trí combo chiêu hợp lý. Tại vì cái con này mà nó hết chiêu á thì đâm ra là nó sẽ không còn mạnh nữa. Anh Zero này là anh ấy là môn phái đoàn thầy kiếm mà rất là mạnh luôn. Ông Trứng này là ông cứ canh tôi bính hoài. Ô có Thiên Dương nè. Vô, ông muốn chơi tôi hả? Rồi bây giờ là chúng ta cứ đánh vô cái anh Thiên Dương Trì này thì mình cũng đánh đơn giản thôi anh em. Mình cứ canh anh ấy tầm khoảng mà 40% máu thì mình combo vô thì khả năng chúng ta sẽ có thể kết thúc được anh ấy. Tại vì khi mà chúng ta mà tầm khoảng 20-30% máu đánh vô anh ấy, 30% máu anh ấy búp lên được cái bức tử rồi. Chúng ta phải canh, bây giờ chúng ta phải canh. Mình đánh nói lời ở chỗ là cái con Ngami này nó sẽ có được một cái gọi là cái đây hay phà ô không kịp anh em trâu quá, ông búp cái chuông lên luôn rồi. Thiên Dương Thương thì có thể là nó bức tử một lần, nhưng mà Thiên Dương Trì nó bức tử liên tục mình sẽ rất là khó đánh. Và anh em có thể nhìn thấy là con Ngami của mình nó khó chịu ở chỗ là nó có thể là nó hồi máu liên tục. Khi mà gặp một cái môn phái ngang kèo, ví dụ như ngang kèo, ví dụ như anh này sau này ảnh là vô sông đi, đúng không? Mình đánh với ảnh thì nó sẽ ok. Cái này hiện tại là mình đang không phải là mình trên cái phi phong ảnh nha. Tại vì cái hạt này hiện tại là phi phong trắng luôn, không có phi phong luôn. Nên là cái của chúng ta là không phi phong đánh với người phi phong chí tôn, nó mới vậy. Chứ nếu như cái hạt này mà mang cái phi phong mà vô sông thì nó sẽ khác, sẽ đánh khỏe hơn. Đó, chúng ta gây ra một cái khả năng khống chế. Có thể là anh em thấy là mình đánh nhanh, nhưng mà thật sự cái khả năng khống chế của môn phái Nga Mi của chúng ta hiện tại là không có luôn anh em. Tại vì sao? Nó khống chế đi chậm người ta, mà đi chậm anh em thấy là mình đánh vô người ta có đi chậm đâu, đúng không? Người ta quýnh mình như một cái máy luôn. Nên là cái con Nga Mi này phải cần được tăng sức mạnh, phải cần được tăng sức mạnh, không thôi là chúng ta sẽ thật sự là không ai chơi luôn. Đây là một môn phái cat bot đồ này nọ ok lắm nha anh em. Tại vì khi mà nó búp lên chiêu số 3 của nó là chiêu này nè, tăng tấn công phần trăm rất là cao. Rồi chúng ta áp sát chơi cái chiêu số 4 là chúng ta sẽ có được một cái khả năng sốc đam, gây ra đam rất là lớn vào đối phương. Nên là đây là một môn phái chúng ta có thể đi sốc đam người ta trong giai đoạn đầu tốt. Nhưng mà càng về sau thì đồ đạc của anh em sẽ cần phải build rất là nhiều, và đồ đạc của đối phương cũng sẽ build nhiều lắm. Nên là khả năng của chúng ta về sau chúng ta sẽ rất là ngợp. Nếu như mà cái con Ngami này không được chỉnh sửa, không được tăng sức mạnh thì thật sự là không ai chơi luôn á anh em. Về sau anh em thấy là Ngami hầu như là chúng ta đánh như gãy ghẻ luôn, thấy không? Một cái hàng và tầm trung của server. Khi mà chúng ta ở giai đoạn cấp 110 mấy mà có 1.2 triệu tại phú à. Những anh em nào chơi ở server cũ á, anh em sẽ biết đây là một cái hàng tầm trung thôi. Thì mình sẽ cầm cái hàng đó cho anh em xem. Khi mà chúng ta cầm hàng tầm trung, nó đánh liên server gặp những ông mà mấy ông thứ dữ thì mình sẽ đánh như thế nào.
Và khi mà hiện tại mình đang đối đầu với lại một anh môn phái đoàn thị, anh này khá là khỏe nha, mình thấy anh ấy khá là khỏe. Bây giờ chúng ta phải đánh với anh ấy như thế nào và cho anh em xem là cái bất lợi của môn phái Nga Mi Trưởng hiện tại nó như thế nào. Không phải là cái ạc khỏe là mình mới cầm mình cho lên clip đồ này nọ cái kiểu, có tùy anh em, tùy cái content của mình. Ví dụ video này mình cầm một cái ạc Nga Mi cho anh em xem. Dẫn cho mọi người coi được. Và cái lý do mình làm video này để cho anh em biết được Nga Mi Trưởng hiện tại là một môn phái cần nên được tăng sức mạnh. Không tăng sức mạnh nó yếu lắm anh em, thật sự nó cực kỳ yếu luôn, không có khống chế cứng. Bây giờ là chúng ta, anh em thấy là đánh vô người ta, thấy không, không có khống chế cứng, có cái làm chậm mà người ta di chuyển như cái máy luôn, không có nghĩa lý gì hết. Và bây giờ có mỏ quá nhiều thì chắc chắn chúng ta không thích hợp để chúng ta cầm Nga Mi Trưởng. Phải đợi cho Vinagame họ có một cái động thái, họ chỉnh sửa lại, tăng sức mạnh của Nga Mi. Nga Mi người ta cũng biết đến là một cái môn phái có khả năng khống chế tốt, hồi phục tốt, đúng không? Nhưng mà bây giờ là cái game của chúng ta hiện tại, Nga Mi là một môn phái không được ngon anh em, không ngon. Chúng ta cần phải có một cái sự điều chỉnh môn phái Nga Mi để cho nó có thể là nó có được sự lựa chọn. Chứ Nga Mi hiện tại là không được ngon mọi người. Bây giờ mình sẽ solo với lại anh này thử. Mình sẽ cố gắng mình kết thúc anh này luôn. Anh em thấy là mình đánh vô ổng mà ổng chạy như cái máy, có bị khống chế gì đâu, thấy không? Không có khống chế được miếng nào luôn á. Nên là rất là khó, thật sự là rất là khó. Vì vậy là cần phải có một cái chỉnh sửa để cho môn phái Nga Mi của chúng ta có khống chế, lúc này nó mới ok được. Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.